Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay thì đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 15 giải Ngoại hạng Anh. Kết quả của một số trận đấu khiến nhiều người phải bất ngờ, đặc biệt là trận thua của Manchester United trước Aston Villa. Đây là trận đấu mà Manchester United được đánh giá cao hơn và được đánh giá là sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong một ngày mà Aston Villa của huấn luyện viên Unai Emery chơi rất là hay, khiến cho Manchester United đã nhận thất bại với tỷ số 1-3. Đây là thất bại tâm phục khẩu phục của Quỷ Đỏ trước Aston Villa. Trong khi đó thì Chelsea mặc dù có lợi thế sân nhà, tuy nhiên thì họ cũng đã không thể có điểm trước Arsenal. Một Arsenal cũng chơi rất là hay ở trận đấu này và Chelsea đã nhận thất bại với tỷ số 0-1. Một trận đấu khác đó là Newcastle United tiếp tục thể hiện được cái sức mạnh của mình ở mùa giải năm nay khi đánh bại Southampton với tỷ số 4-1 để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. West Ham mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng cũng không thể có điểm trước một đội bóng được đánh giá yếu hơn là Crystal Palace. Và đặc biệt trận cầu tâm điểm đó là cuộc so tài của Tottenham với Liverpool. Đây là trận đấu mà Liverpool đã thể hiện được cái bản lĩnh của mình, sự tỏa sáng của Mohamed Salah với cú đúp bàn thắng. Bên phía Tottenham là Harry Kane tỏa sáng, tuy nhiên cũng không thể giúp cho Tottenham có điểm ở trận đấu này. Liverpool cho thấy là họ tiếp tục chơi hay ở những cái trận đấu quan trọng và để giành những cái điểm số rất là quan trọng để mà cải thiện cái thứ hạng của mình. Chiến thắng 2-1 trước Tottenham đã giúp Liverpool dần dần thu hẹp với khoảng cách với các đội ở trong top 4 và top 5. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ 15 như sau. Arsenal dẫn đầu với 34 điểm, Manchester City đứng thứ 2 với 32 điểm, Newcastle United đứng thứ 3 với 27 điểm, Tottenham đứng thứ 4 với 26 điểm, đứng thứ 5 là Manchester United 23 điểm, đứng thứ 6 là Brighton 21 điểm, Chelsea đứng thứ 7 với 21 điểm, Liverpool đã leo lên vị trí thứ 8 với 19 điểm. Cũng ở vị trí với 19 điểm đó là Fulham đứng thứ 9, đứng thứ 10 là Crystal Palace 19 điểm, đứng thứ 11 là Brentford 16 điểm, xếp thứ 12 là United 15 điểm, Aston Villa đứng thứ 13 với 15 điểm, Leicester City đứng thứ 14 với 14 điểm, West Ham đứng thứ 15 với 14 điểm, đứng thứ 16 là Everton 14 điểm, đứng thứ 17 là Bournemouth 13 điểm. Ba vị trí cùng thuộc về Southampton, Wolves và Nottingham Forest. Lịch thi đấu của vòng 16 giải Ngoại hạng Anh như sau. Vòng 16 giải Ngoại hạng Anh thì sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11. Trong ngày 12 tháng 11 thì sẽ ra các trận đấu như sau. Manchester City đối đầu với Brentford vào lúc 19:30. Ở 22 giờ thì sẽ đồng loạt diễn ra các trận đấu. Bournemouth đối đầu với Everton, Liverpool đối sức với Southampton, Nottingham Forest đối đầu với Crystal Palace, Tottenham đối sức với Leeds United và West Ham đối đầu với Leicester City. Trong ngày 13 tháng 11 thì sẽ ra các trận đấu còn lại. Ở 00:30, Newcastle tức đối đầu với Chelsea, Wolves đối sức với Arsenal, Brighton đối đầu với Aston Villa và trận đấu muộn nhất của vòng đấu này đó là cuộc so tài của Fulham với Manchester United. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả cũng như là dự đoán về tỷ số của vòng 16 hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.